trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì toan gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha. Gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàn cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Lời của cha năm xưa con nguyện.
như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Chan chứa những ân tình sâu xa, dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn khi khắc từng giây, tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây, tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi.
tôi xin đại diện với viện trưởng quan Nha Trang đến lễ đời xin chúc chia buồn cùng tang gia hiếu quyến và thập nén tâm hương nguyện cho tam bảo lực và đức Di Đà phán hào quang tiết độ hương linh sớm về miền tình cảnh, đồng thời xin chia sẻ cùng về sự mất mát lớn lao này, cầu nguyện tang gia hiếu quyến được an lành trong 2 năm tang tế. A Di Đà Phật. Cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đã kia muôn đời đứng. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn, nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn Kim hữu
nghĩa để phán rừng thọ phạm hữu đường lương quán vinh lâm điều tấn phạm quốc đại nam mô trung niên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tạm đại chứng minh nam mô chủ cực làm thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật tám đại chứng minh nam mô đại ông đại lực năng đại thế chí bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát liên tòa chứng minh chí nguyện từ bi vô lượng phật mạnh hữu tình quang giảng đạo tràng chứng minh công đức phẩm quang tiệp độ tiệp triều hùng vị hương linh phan văn bồng sinh năm 1945 mất ngày mùng 4 tháng 10 nhằm ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Nguyện hướng linh lai đạo đàn tiền thỉnh pháp văn kinh tốc xả mê đồ siêu sanh tình đồ giới hướng định hướng dự tuệ hướng dài thoát đi kiện hướng qua minh văn đại biện pháp giới cung dường thập phương vô thường tốt nam mô hướng cung dường bồ tát nam mô hướng cung dường bồ tát nam mô hướng cung dường bồ tát ma tạng đại bi chế hướng linh tài phật điện di thanh đằng lai nhiệm nhi vì tướng quân nhất thì hoài
Thank you.
đêm qua, lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con phơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Bên mái tranh nghèo đầy tình thương, nhớ hoài hình bóng cha già, cho con thôi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để biết
phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn cha như Thái Sơn cao vào tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xóa trên mái tóc mến thương. Cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường.
làm yên ngựa cho con. Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai, cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa cha thường đưa con đến lớp, cha dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu những lần con ốm con đau, thương mẹ thương con nhưng nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là vầng thái dương rọi cho con bước đường tương. Ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Cha người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Còng mắt kém tay run, cha cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi nâng đời con. Đại hạn kỷ hải niên
Bồ Tát. Nhớ cha ngày xưa bao gian lao, dắt con từng bước đưa con đi. Ngày nay khôn lớn con trưởng thành. Nhớ về tình cha ôi bao la, tháng ngày người đưa con đi xa. Chỉ mong con sẽ trở thành nhân. Công ơn người cha lòng con khắc đến trọn đời, công ơn người cha làm sao dám quên trong phận người, công ơn người cha lòng con xuyên sao bao ngày dài, công ơn người cha.
cha, lòng con khắc ghi không nhạt phai. Nếu ai còn cha trên dương gian, những khi buồn chán hay gian nan, người cha sẽ đến bên dịu dàng. Mỗi lần người cha đi bên con, giúp con vượt khó lúc sóng gió, mở đường dẫn lối con ngày mai. Công ơn người cha, lòng con khắc ghi đến trọn đời. Công ơn người cha, làm sao dám quên trong phận người. Công ơn người cha, lòng con xuyên sao bao ngày dài. Công ơn người cha, lòng con khắc ghi không nhạt phai. Công ơn cha làm sao con dám quên, lòng con khắc ghi trọn đời. Giang tay đỡ lấy lời cha, ví như đũa ngọc trao vàng mâm son. Nhớ cha ngày xưa bao gian lao, dẫn con từng bước đưa con đi. Ngày nay khôn lớn con trưởng thành, nhớ về tình cha ôi bao la. Tháng ngày người đưa con đi xa, chỉ mong con sẽ trở thành nhân. Công ơn người cha, lòng con khắc ghi đến trọn đời. Công ơn người cha, làm sao dám quên trong phận người. Công ơn người cha, lòng con xuyên sao bao ngày dài. Công ơn người cha, lòng con khắc ghi không nhạt phai. Nếu ai đã mất cha thân yêu, sớm chiều có lúc thấy trong vắng, về trong mưa nắng ôi thật buồn. Linh hồn của cha vẫn bên con, nhắn con từng phút hay găng sông, vươn khơi tới bên sẽ gặp cha. Công ơn người cha, lòng con khắc ghi đến trọn đời. Công ơn người cha, làm sao dám quên trong phận người. Công ơn người cha, lòng con xuyên sao bao ngày dài. Công ơn người cha, lòng con khắc ghi không nhạt phai.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, từ đòn đời giữ đạo theo Phật Pháp làm lành, cùng Pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia. Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tư tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp, phường Lê Quang Đình, đồ gia cư phụng Phật, hương phụng kinh tịch điển chi lệ, báo đáp thâm ân kỳ siêu độ sự. Kim đệ tử con gái Phan Nam Phương, Phan Bảo Ngọc, Phan Chi Lan, Phan Ý Nhi, Phan Hồng Diệp, con rể Phan Xuân Thọ, Phạm Hữu Trường, Lương Quang Vinh, Lâm Triều Tân, Phạm Quốc Đà Việt Đại, cháu Phan Gia Phúc, Phan Gia Bảo, Phan Gia Cát, Phạm Đăng Khoa, Phạm Đăng Quang, Lương Phan Thô Mạc, Lương Phan Tròn, Lâm Phát Mang, Phạm Bảo Châu, cung hiệp mẫu nguyện thì thiết, đồng tăng môn hiếu kiến, đại điệu chúng là Nam Phật tự thọ ưu và thắc giới, Pháp danh tâm lai quỷ phan văn bồng, thân hồn chi minh cựu, Phật giác hướng thọ 75 tuổi, sanh năm 1945, mất ngày 4 tháng 10 nhằm ngày 6 tháng 9 năm lịch năm Kỷ Hợi. Hướng nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, hiền tòa đạo trang bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tây Phương Cực Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát phóng quang tiếp độ, hương linh siêu sinh tịnh độ. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm kính lễ tầng thập phương vô tầm thế giới, Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhân thiệt pháp tường trụ thanh tịnh, Tu Đa La Năng trừ thân tâm bình, thì có ngã quy nghi. Nhất tâm kinh lễ tần thập phương vô tận thế giới, Tam Thế Nhất Thiết Tôn Pháp. Đại địa chư Bồ Tát thanh tịnh tự sa môn, năng cứu nhân gian khổ thì có ngã quy nghi. Nhất tâm kinh lễ tần thập phương vô tận thế giới, Tam Thế Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Lễ
thân quê. Trương Lương Quang Vinh Lâm Triều Tân Phạm Quốc
đài. Ngoài xuống vang gia phúc vang gia bảo vang gia các phàm đăng khoa phàm đăng quang lương vang thô mạt lương vang giòn lâm vang an phàm bảo châu cung hiệp mâu nguyện thì thiết chi mang đồng tam môn hiệu quyền nam môn nữ tế tường hạ chúng đặng cần gì hương hoa trai ban thử phẩm chi nghi cung kiện vô phùng vì việc nam phật tự thọ tam quy ngũ giới tu ba tắc pháp danh tâm lai vì vạn văn bằng thần hồn chi linh cựu nguyên sanh một chín bốn lăm ất dầu hương thọ thất thấp ngũ tuệ bất giác vô kỳ hời niên cứu nguyệt sơ lục nhật an bài mạng chung thiết điểm nhất linh bất mùi cựu phẩm hiền tiên ngộ bồ đề nhi tử ý vạn sanh ý bạc nhà nhi tùy duyên siêu độ tư lâm tịch điển chi thời kiên trường lục hoa chi niệm phụng tùng thưa pháp bảo tôn kinh gia trì vạn sanh tịnh độ thân chủ tập thử lương nhân kỳ sanh lạc quốc kim tắc nghi diên hoàn mạng pháp sự văn chung tiện điệp tuyên dương hương linh thâu chấp vì quyền thừa tư thiện lời tạo hoạt sanh thiên cựu phẩm diệu liên di đa thọ kỳ tu chỉ điệp giả hữu điệp điện hương linh minh trung thâu chấp tế tài kỳ hời niên cựu nguyện sơ cựu nhân điện điện Oh.
tam xích kỳ du nguyện kỳ đồ lâm thời hóa bổn phật tán hộ yêu khi nhân thân biết kỳ nhi tự biết quy bất xuất tự thân kỳ hội đại dược thăng thiên giảng tổng quy lục đạo u quan ảm đàm minh thiên đô thiên nghiệp lực na năng quán tuyên giới bàn hoàn hương phật lực như các loài yêu yêu hương lao đài chúng tề thanh niệm phật tiếp dẫn hương đình na trang trọng tổ chức để ta cho hương đến chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai sẽ đưa hương lên để mời an cùng an thiên. Giờ này chúng tôi chư tăng tu viện Quảng Hương Già Lam cùng với đạo tràng Phật tử tu viện Quảng Hương Già Lam đến đây theo lời thỉnh cầu của gia đình để trước hết chia sẻ niềm đau của gia đình, thứ hai cùng gia đình góp phần cầu nguyện hương linh được nương nhờ Phật sanh về các giới an lành. Hương linh Phật tử Tam Văn Bồng Pháp Danh Tâm Lai, thầy sẽ có đôi lời khai thị của hương linh. Vậy hương linh hãy lắng lòng để nghe. Thẳng là một Phật tử, hương linh cũng đã từng nghe nói thân huyệt nhà mộng, trong nhà chùa thường gọi là huyệt thân mộng trạch, tức là thân huyệt nhà mộng. Thế nào là thân huyệt? Cái thân mà hương linh đã mang nặng trong suốt 70 năm qua đó, cái thân đó nó có được từ đâu? Đó là do tinh cha viện mẹ mà có. Nhưng mà để lớn lên, để trưởng thành, diễn biến từng ngày thì tất cả đều nhờ vào muôn sự muôn vật ở trong thế giới này cung cấp dưỡng nuôi cho cái thân thể đó nó được tồn tại và trưởng thành. Về những bản thân cái thân đó vốn dĩ nó không phải từ thân mà có, mà nó là do những các nhân kia mà tạo thành. Đức Phật dạy rằng tất cả cái gì do nhân duyên mà sanh thì do nhân duyên mà diệt. Bảy mươi năm năm qua hương linh hiện đại vì thân, vì những người thân trong gia đình, vì vợ vì con, là cũng là những người thân của mình mà khổ vì 75 năm. Có thân đương nhiên khổ,
có sanh thì đương nhiên phải có những cử hình cử quả đó là định luật vô thường chi phối không ai tránh khỏi. Thế rồi trong cuộc sống và biết bao nhiêu thăng trầm vinh nhục trong cuộc sống hơn thua thành bại, đến khi nhắm mắt xuôi tay nhìn lại thì tất cả nó chẳng qua những giấc mộng, nó giống như là một bệnh lý trong giấc mộng, cũng có gì bền bỉ cả. Thân huyền nhà mộng là như thế. 75 năm bươn chải của cuộc đời để cái bằng gì bằng em lo lắng cho vợ cho con, cuối cùng đến được cuộc đời hai bàn tay trắng ra đi hai bàn tay không. Cái mà Hương Linh có thể đem đi được chỉ là cái nghiệp nhân, cái thiện nghiệp và ác nghiệp Hương Linh đã tu tạo trong đời này, dù là khẩu dù là ý đều có thể tạo nên những cái nghiệp, mà rồi tất cả những cái đó mình sẽ thọ lại. Tất cả đều qua đi. Vậy thì trong giờ phút Hương Linh xả bỏ cái thân nhất là đau khổ để sáng trong thời gian lâm bệnh, vậy thử nghĩ Hương Linh nên chăng lưu luyện cuộc sống mà nó vô thường mà chuyển biến tất cả để tâm thức có thể nhẹ nhàng mà lên đường về cảnh Phật đời đời an vui. Những nghiệp nhân mà đã gây tạo trong hiện tại và trong quá khứ, điều đó không thể không có. Vậy thì đối trước mười phương tam bảo, Hương Linh hãy khẩn thiết sám hối tất cả những ý nghiệp, những thân nghiệp, những khẩu nghiệp trong quá khứ đã tước đạt vô tình hoặc là cố ý gây tạo nên, để tâm thức có thể nhẹ nhàng lên đường về cảnh Phật, dụng mạnh tâm niệm sám hối tất cả những tội lỗi trong quá khứ, tin chắc rằng nhẹ nhàng nghiệp thức của quý vị của Hương Linh sẽ được nhẹ nhàng và có thể thanh thản về cảnh Phật đời đời an vui, vì hạnh phúc, vì tương lai của quý vị mà phải gây tạo công việc bao nhiêu công việc cho đến khi trên đầu là điểm tóc bạc bình hoàn kéo tới, chính đó là lúc con cái trưởng thành và mình nhẹ nhàng xả bảo thân mà ra đi. Vì bị mất người thân tất nhiên rất đau khổ, rất đau xót. Tuy nhiên quý vị nên ý thức một điều, trong cuộc sống chả có cái gì mất đi cả. Là bởi vì sao? Là vì bởi vì chính trong quý vị là sự tiếp nối mạng sống của thân phụ quý vị chính ở ngay trong từng giọt máu. Tu dưỡng bản thân của mình như thế nào đó cho tốt, để hiểu đạo quý vị phải luôn luôn đặt nặng được vui vẻ vui lòng. Thầy tin tưởng rằng ở thế giới bên kia thân phụ của quý vị cũng sẽ an lòng để ra đi, và quý vị cũng không có gì phải băn khoăn. Thầy có đôi lời đối với gia đình như thế, dương và oai lực của hiền tiền chư tôn đức tăng sẽ truyền trao tam tù tình giới cho Hương Linh. Khi thầy nói thì trong gia quyến sẽ thay mặt Hương Linh và đọc lên những cái điều thầy nói. Ba tù tình giới. Tù tình giới thứ nhất. Nhiếp luật nghi giới. Nguyện từ nay. Cho đến tận cùng vị lai. Cho đến tận cùng vị lai. Không làm các điều ác.
không làm các điều ác. Tại chùa mình bán. Đệ tử Pháp Danh Tâm Lai. Đệ tử Pháp Danh Tâm Lai. Phát nguyện thọ trì. Phát nguyện thọ trì. Ba tù tình giới. Ba tù tình giới. Tù tình giới thứ hai. Tù tình giới thứ hai. Nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới. Đệ tử Pháp Danh Tâm Lai. Đệ tử Pháp Danh Tâm Lai. Phát nguyện thọ trì. Phát nguyện thọ trì. Ba tù tình giới. Ba tù tình giới. Tù tình giới thứ ba. Tù tình giới thứ ba. Nhiều ích hữu tình giới. Nhiều ích hữu tình giới. Nguyện từ nay. Nguyện từ nay. Cho đến tận cùng vị lai. Cho đến tận cùng vị lai. Cứu giúp tất cả muôn loài. Cứu giúp tất cả muôn loài. Vừa rồi thầy đã thừa oai thần mười phương chư Phật, quy lực của điện Tiền Tăng truyền trao tam tù tìm giới cho thương linh. Mười phương ba đời chư Phật cũng nương vào ba tù tìm giới đó mà tính đắc cái quả vị Phật. Tam tù tìm giới nó là một chiếc thuyền để có thể đưa cho chúng sanh vượt qua cái biển khổ sanh tử, là một hòn hải đăng trong đêm tối, đưa thuyền bè đến nơi đến chỗ. Hương linh tinh tấn dụng mạnh họ thì tam tù tình giới để cái cuộc đời thăng hoa, và tinh tấn để tiến tới quả vị giác ngộ, giải thoát khỏi cảnh sanh lão bệnh tử này. Hương linh hãy tinh tấn y giáo cùng hành, y giáo cùng hành, y giáo cùng hành. Bây giờ thầy sẽ làm mỗi hương linh. Phiền thẳng tăng thương đồ tam bảo đông thủy tiếp đồ. Cũng vì Việt Nam Phật tử văn văn bồng Pháp Danh Tâm Lai thần hồn chi hương linh. Đại trí văn thù sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, đại bi linh cảm ứng quan thế âm Bồ Tát, linh sơn hồi thường vô lượng thánh thiên đồng thủy phóng quang tiếp đồ. Cùng vì Việt Nam Phật tử phan văn bồng Pháp Danh Tâm Lai chi linh. Ba la 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 la
Đại Từ Bi Linh Đàm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biện Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Đông Tuy Tiếp Đồ Phùng Vì Việt Nam Phật Tử Thọ Ưu Bà Tắc Giới Pháp Danh Tâm Lai Phan Văn Bồng Di Linh. Phan Văn Bồng Pháp Danh Tâm Lai Vô Lượng Vô Lượng Kiếp Kiếp Lai Lời Thank you.
bình thân quyền quy rồi nhầm tâm xem lại thầy nhé quy mạng lễ di đà phật xuống cựu tuyên luồng hại sở nhiều điều trường ngài trường kinh văn phụng tùng tâm thức khai minh bằng quyền lực gia trì tinh thần giải ngộ vâng theo lời Phật dạy một câu tùng niệm thoát nạn ba đời vâng dự phép tuyên môn hai chữ nam mô dạy oan ngàn kiếp nay nhân thiền nữ vâng tề kim bằng kết tập chư tăng đồng thánh khẩn nguyện cầu hương linh trọng được siêu sinh gia đình một lòng cầu nguyện mong hương linh mau xuôi tình cảnh chốn cực lạc quê hương muôn thuở đuổi được rồng thanh thang gọi trần gian giả tàm nhất thời phải quay về chánh pháp quyền hương linh phan văn bồng pháp danh tâm lai bồ đề di từ ý vạn sanh ý bạc nhã nhi tùy duyên siêu đồ nam mô tiếp dẫn